vừa dập tắt đám cháy, lại vội chạy đi cứu cụ bà 84 tuổi kẹt trong thang máy. Chiều tối ngày 26 tháng 7, đám cháy bùng phát tại nhà hàng B, V, đường Nguyễn Văn Cử, phường 3, quận 5. Thời điểm này trong nhà hàng có một số thực khách đang ăn uống. Phát hiện đám cháy, thực khách và nhân viên nhà hàng đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 5 đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa đám cháy phát triển rộng nên công an quận 5 đã xin chi viện. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều 5 xe chữa cháy, một xe thang và 34 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp dập lửa. Đám cháy bùng mạnh đe dọa nhà dân và một cửa hàng xăng bên hông nhà hàng. Sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Khu vực cháy được xác định là khu phòng ngủ của nhân viên nhà hàng trên tầng. Một số tài sản cá nhân của nhân viên bị cháy và hư hỏng các tổ phòng cháy chữa cháy đã ngăn không cho đám cháy lan ra toàn bộ diện tích hơn 500 mét vuông của nhà hàng. Khi đám cháy vừa được dập tắt thì đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 5 nhận được tin báo tại chùa Vạn Thiện, hẻm 136, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, có người mắc kẹt trong thang máy nên tổ công tác đã nhanh chóng đến hiện trường. Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, người bị mắc kẹt là cụ bà LTT, sinh năm 1940 biết tâm lý người già khi bị mắc kẹt một mình sẽ rất hoảng loạn dễ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng tổ công tác đã chấn an cụ bà tê đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng để mở cửa sau thời gian ngắn cửa thang máy được mở cụ bà được đưa ra ngoài an toàn